Xin chào, lại là Anna. Lia đây. Hiện nay, phong cách nail Nhật Hàn đang rất thịnh hành với kiểu móng vỏ sò. Vì thế, với xu hướng nail này, hôm nay Anna sẽ chia sẻ với bạn 4 kiểu trang trí móng vỏ sò giúp bạn tha hồ lựa chọn để phối cho khách nha. Đối với kiểu họa tiết vỏ sò thì chúng ta sẽ tạo hiệu ứng vỏ sò sau khi đã hoàn tất lớp sơn màu nền nha. Nếu bạn muốn sơn mỗi màu nền lên thôi thì cũng được, nhưng sẽ nổi bật và đẹp hơn nếu bạn tạo ra nền nhiều màu ở bên dưới. Cụ thể là ở đây Anna sẽ tạo ra nền ombre hai màu dọc móng. Đầu tiên thì Anna sẽ sơn sẵn màu nước gạo lên cho móng và cho đi hơ đèn để khô màu nước gạo này trước. Thì Anna mới dùng màu khác cho lên đây. Anna sẽ cho bên trái của móng là màu hồng đậm. Bên phải Anna tiếp tục cho màu sơn treo nước gạo. Mỗi màu thì Anna sẽ cho một nửa móng theo dáng hình dọc. Rồi sau đó Anna sẽ sử dụng đến một cây cọ ombre đặt ở phía trên, chỗ giao nhau giữa hai màu. Anna sẽ kéo lên xuống vài đường. Sau khi kéo lên xuống vài đường thì hai màu này bắt đầu quyện lại với nhau, và cọ của Anna cũng bị dính khá nhiều màu sơn rồi. Thì Anna sẽ chùi sạch phần cọ này với giấy trước đã. Chùi vào giấy để cọ sạch rồi thì Anna mới đặt cọ lên lại, tiếp tục thao tác thêm vài lần cọ, đặt từ trên kéo xuống đầu móng. Cứ vậy mà Anna sẽ nhẹ cọ, sử dụng đầu mũi cọ ombre thôi, kéo vài lần thì hai màu, màu hồng và màu trắng sữa này sẽ hòa quyện với nhau, tạo ra nền ombre đổ màu từ màu hồng đậm bên trái nhạt dần sang phía bên tay phải. Có được màu ombre dọc hai màu này rồi thì Anna sẽ cho đi hơ đèn để khô màu này trước. Đến đây thì Anna đã có hai màu ombre rồi, nhưng để màu đậm và đẹp mắt hơn thì Anna sẽ thao tác một lần nữa, chính là chúng ta sẽ đánh màu lại một lần. Lần tiếp theo này Anna cũng sẽ cho màu hồng ở bên trái, rồi màu trắng sữa nằm ở bên phải. Và cũng sẽ sử dụng cọ ombre để đặt từ khoảng giữa hai màu ở phía trên móng, kéo xuống. Anna kéo vài lần thì chùi sạch cọ đi, rồi đặt lại cọ và kéo thêm vài lần nữa thì hai màu này sẽ hòa quyện với nhau. Hai màu này đã quyện đẹp rồi thì chúng ta sẽ cho đi hơ đèn cho khô phần màu nền hai màu ombre này. Đến đây là Anna đã tạo xong được màu nền ombre hai màu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo hiệu ứng vỏ sò lên đây. Để có thể tạo được hiệu ứng vỏ sò thì Anna sẽ sử dụng đến gel trong đặc, loại gel đính đá. Rồi sử dụng một cây cọ râu, dít phần gel đính đá này. Dít lấy một giọt trên mũi cọ, rồi đặt giọt gel này ra phía đầu móng. Anna sẽ đặt ở giữa. Bạn đặt xuống rồi xoay tròn cọ để phần gel trong này tiếp xúc với móng. Sau khi phần gel trong này đã tạo ra một viên tròn ở trên móng rồi thì bạn mới đặt mũi cọ kéo tạo ra một đường thẳng lên phía trên của móng. Đường này chúng ta kéo thẳng thì vỏ sò mới đẹp nha. Bạn đặt cọ và kéo thẳng lên phía trên để tạo ra hiệu ứng giọt nước. Sau khi đã có được cảnh đầu tiên ở giữa rồi thì bây giờ chúng ta lệch sang bên phải, cách ra một khoảng nhỏ, tiếp tục thao tác một ngành nữa bằng cách cũng sẽ đặt giọt gel này lên trên móng, rồi kéo theo cạnh xéo lên phía trên, chụm lại ở một góc với cạnh đầu tiên. Có được giọt bên phải rồi, ta đối xứng vào bên trái, tạo ra một giọt tương tự. Và kéo xéo lên phía trên, chụm lại ở một góc chung với hai cái lúc ban nãy để tạo ra hiệu ứng vỏ sò. Và cứ như thế chúng ta lần lượt tạo ra những cặp đối xứng với nhau đến hết móng thì thôi. Ở đây Anna có một gợi ý cho chúng ta để tạo ra vỏ sò đẹp mắt và tự nhiên rằng mỗi cặp giọt xương sau này bạn sẽ làm cho nó nhỏ hơn một chút. Giọt xương ở ngoài cùng chính là giọt lớn nhất, rồi từng cặp sau đó thì Anna sẽ làm nhỏ hơn để tạo hiệu ứng tự nhiên cho vỏ sò. Sau khi đã thêm xong hết các cặp giọt xương để tạo ra ngành cho vỏ sò rồi thì chúng ta sẽ cho đi hơ đèn cho khô các hiệu ứng giọt xương này. Sau khi hơ đèn khô các hiệu ứng tạo vỏ sò này rồi thì chúng ta sẽ thêm trang trí vào đây. Cụ thể là Anna sẽ đính thêm một ít họa tiết lên phần gốc của vỏ sò. Anna sẽ sử dụng gel đính đá cho lên phần gốc này. Nhẹ nhàng sơn phủ một lớp bóng gel đều hết cho móng. Ở phần chúng ta đã cho gel đính đá thì chúng ta phủ nhẹ tay để tránh trôi đi phần gel đính đá này. Rồi sau đó sử dụng ngọc trai nửa hạt và sử dụng bi sắt để bao quanh hết tạo hiệu ứng trang trí.
Xếp xong hết tất cả các trang trí rồi thì chúng ta sẽ cho đi hơ đèn cho khô phần treo đính đá để đính chắc phần ngọc trai này lên móng. Và sau khi đã hơ đèn khô thì chúng ta đã có được hiệu ứng vỏ sò trên móng rồi. Ngoài tạo vỏ sò giữa móng kiểu hiệu ứng đối xứng này ra thì bạn chỉ cần kéo và đặt giọt nước xéo đi là bạn cũng đã có dạng nửa vỏ sò. Cụ thể là bạn cũng sẽ đặt giọt treo trong này ở ngoài đầu móng, nhưng thay vì chúng ta kéo thẳng lên phía trên thì chúng ta kéo một đường cong theo dáng chữ C lệch qua bên phải của móng. Đã có giọt đầu tiên rồi thì chúng ta cho tiếp giọt thứ hai lệch qua bên trái, cũng sẽ kéo cong theo dáng chữ C và chụm lại ở một góc cùng với cảnh đầu tiên. Có xong hai cảnh rồi thì chúng ta cũng sẽ tương tự lệch qua bên trái, tạo ra những giọt khác nhỏ dần cùng chụm lại ở một góc để tạo ra một nửa vỏ trai. Thêm xong hết các ngành để tạo ra một nửa vỏ trai rồi thì chúng ta cũng không quên đính trang trí lên đây. Ở phần gốc của các sợi thì chúng ta cũng sẽ cho phần treo đính đá lên đây. Rồi đính ngọc trai hoặc là các trang trí khác tùy bạn lên đây để trang trí. Và cho đi hơ đèn để khô tất cả các phần treo chúng ta vừa mới cho lên. Vậy là bạn đã có được một kiểu khác của dáng vỏ sò. Và nếu như bạn muốn trang trí vỏ sò theo kiểu có hoa văn ở bên dưới thì có thể sử dụng cỏ bạn để có thể vẽ các phần lên đây. Cụ thể là bạn sẽ sử dụng đến một cây cỏ bạn. Sau đó bạn lấy vỏ treo vẽ màu trắng, một nửa cỏ thôi, một nửa còn lại bạn nhúng vào tóp treo. Rồi bạn đặt và tán ra mặt phẳng để phần màu này được đều lên trên cỏ. Thì bạn mới đặt lên móng, phần màu trắng quay lên trên. Bạn kéo ra các đường uốn lượn tùy ý để tạo ra các vân cho phần vỏ sò. Và cứ như thế, tùy ý của bạn, muốn vỏ sò này có bao nhiêu đường vằn, đường uốn lượn mà chúng ta sẽ sử dụng cỏ bạn tán màu, rồi đặt lên trên móng, vẽ ra các đường vàng này. Sau khi đã vẽ xong hết để tạo ra các đường vàng rồi thì chúng ta sẽ cho đi hơ đèn cho khô các đường vàng này trước. Sau khi hơ đèn khô thì các đường vàng này đã cố định lên trên móng rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần tạo hiệu ứng vỏ sò lên đây nữa là được. Cách tạo hiệu ứng vỏ sò thì cũng giống như ở mẫu đầu tiên chúng ta đã học, rằng bạn sẽ dít một ít treo đính đá, sau đó đặt tròn lên trên móng, rồi kéo một đường thẳng lên trên để tạo ra cảnh đầu tiên. Có được cảnh đầu tiên rồi thì cứ như vậy, chúng ta tạo ra các cặp cảnh khác đối xứng trái phải với nhau để tạo ra hiệu ứng vỏ sò thôi. Sau khi đã thêm xong các cặp để tạo ra hiệu ứng vỏ sò rồi thì phần phía trên này chúng ta cũng có thể đính một ít ngọc trai lên đây để trang trí. Rồi cho đi hơ đèn cho khô phần treo trong bạn vừa mới cho lên. Vậy là bạn đã có được một hiệu ứng vỏ sò với phần vằn ở bên dưới. Đến đây là Anna đã chia sẻ với bạn được 3 kiểu tạo hiệu ứng vỏ sò nguyên cho móng. Và kiểu thứ tư này Anna sẽ tạo khác đi với kiểu nửa móng. Đầu tiên là Anna cũng sử dụng màu nền nước gạo ở bên dưới để cho nó tự nhiên. Rồi Anna sẽ sử dụng đến sơn che mắt mèo, lấy và cho lên ở đầu móng theo dáng hình tam giác hoặc là hình nào tùy ý bạn nha. Bạn cho phần sơn che mắt mèo này lên trên móng. Rồi sử dụng một cây nam châm để đẩy phần sơn che mắt mèo này được sáng lên. Phần sơn che mắt mèo đã sáng và ánh lên lấp lánh rồi thì bạn mới cho đi hơ đèn cho khô phần sơn che mắt mèo này trước. Đến đây là bạn đã xong phần nền rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo vỏ sò lên đây. Cũng như các cách lúc ban nãy chúng ta đã tạo, chúng ta sẽ lấy phần treo trong đặt này,
đặt lên trên móng và kéo tạo hiệu ứng vỏ sò. Nhưng mà chúng ta tạo nửa móng thôi, mỗi những cái phần sơn cho mắt mèo chúng ta mới tạo hiệu ứng vỏ sò thôi. Và phần phía trên này của móng dĩ nhiên là không để trống rồi. Anna sẽ đính thêm một phụ kiện trang trí lấp lánh lên đây. Và cho đi hơi đèn cho khô phần treo trong chúng ta vừa mới cho lên này. Và đến đây là Anna đã chia sẻ xong với bạn cách để có thể tạo móng vỏ sò cùng với 4 kiểu để trang trí phối chung rồi. Nếu bạn thấy video bổ ích, đừng quên nhấn like cho Anna và nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của Anna. Xin chào và hẹn gặp lại.